cái số lượng người mà biết ngày giờ vãng sanh hay là không đau bệnh, họ tự tại ra đi thì trong pháp hội mình đã quá ít. Lẽ dĩ nhiên là mình có cái phòng trợ niệm rất là tốt để giúp cho một số những người họ ra đi, có những người họ đau bệnh. Có những người họ đau bệnh khi họ vào ở trong đó thì họ cảm giác thấy nó khinh an nhẹ nhàng nhờ câu Phật hiệu, hay gọi là cái pháp lực danh hiệu A Di Đà Phật gia trì cho họ. Tuy nhiên cái tín hiệu khởi sắc mà biết ngày nhờ vãng sanh thì vẫn chưa có. Lẽ dĩ nhiên là cái pháp môn tịnh độ vẫn giúp cho mình biết ngày giờ vãng sanh. Tuy nhiên pháp hội mình chưa có ai biểu pháp. Nó có những cái lý do mà hôm nay sẽ trình bày với đại chúng, rồi mình điều chỉnh nó lại. Thì cái việc mà niệm Phật để mà vãng sanh mà mình cuối đời rồi nó vẫn chưa có tín hiệu. Hồi giờ mình niệm Phật 10 năm, 20 năm vẫn chưa làm chủ được sanh tử, và mình chưa nắm chắc được cái việc là mình sẽ được vãng sanh, vẫn còn nghi ngờ. Vì cái nghi ngờ nó là một trong năm cái loại tư hoặc tham sân si mạn nghi á, nó chế ngự mình rất mạnh. Nếu không nghi pháp thì cũng nghi mình, nếu không nghi mình cũng nghi pháp, mà không nghi pháp thì cũng nghi đại chúng. Cái cửa ải này khó vượt qua. Hôm nay mong đại chúng lắng lòng thiệt là sâu để nghe những điều này Giác Nhàn chia sẻ, và gần như là sẽ ít và gần như là không lên giảng nữa. Có lý do. Chút nữa thì Minh sẽ đọc cái lá thư của Tổ sư Ấn Quang gửi cho Đại sư Minh Tâm. Tổ sư Ấn Quang không làm. Thứ nhất là không nhận đồ chúng. Thứ hai là không trụ trì. Thứ ba đó là không làm giảng sư. Thứ tư đó là không thọ pháp của ai. Chút nữa thì Minh sẽ đọc điều này. Và năm cái điều quy ước của Linh Nham. Thực sự tính ra cái việc hoằng pháp của chúng tôi cũng từ năm 22 tuổi. 20 tuổi là được thọ giới sa di, mà 22 tuổi là bắt đầu lên giảng. Lúc đó thỉnh thoảng giảng thôi, nhưng mà cũng yêu cái nghề đó mãi đến hôm nay, cũng ngót 30 năm. Nhiều lần chúng tôi cũng có hay nói đến cái việc là nó tổn khí, và với hai nữa là công phu mình chưa có đi sâu vào, cho nên mỗi lần giảng là phải phân tâm suy nghĩ lo toan rồi sắp xếp, rồi cũng như là mình soạn bài vân vân, nó bị trở ngại cái chuyện mình công phu. Lẽ dĩ nhiên có một số các vị họ đi sâu vào công phu rồi đó, tức là họ có sự thành tựu niệm Phật thành phiến, hay sự nhất tâm lý nhất tâm, hay họ là Bồ Tát tái lai đó, thì họ giảng không là gì với họ hết. Càng giảng nhiều họ càng chuyên nhất. Còn đối với bọn phàm phu chúng ta mà chưa có hàm dưỡng, chưa trở thành pháp khí, mà mình làm nhiều việc quá thì nó bị tán tâm, loạn tâm, công phu không được. Những cái điều này mọi người lắng nghe cho kỹ. Trở lại vấn đề vì sao đạo tràng của mình cũng như một số những người họ niệm Phật, tín hiệu vãng sanh chưa tới và thấy khó khăn vậy. Thì Tổ sư Ấn Quang nói trong văn sao hôm qua chúng tôi mới nghe, đó là cái bộ Tinh Hoa Lục. Ngài nói cái việc niệm Phật chính phải đoạn trừ được cái tập khí của tư hoặc là tham sân si mạn nghi, chính là phải đoạn trừ được nó hoặc làm nó mỏng nhẹ. Tư hoặc đó là tham dục, nói chung đó là tham ngũ dục, tham tài, tham sắc, tham ăn, tham ngủ, tham danh. Buông được không? Làm mỏng nhẹ được không? Nếu mình làm mỏng nhẹ không được thì phải nỗ lực mà làm, chứ sao mà lại bắt người ta nói hoài cho mình nghe vậy. Có những người định đến thăm Tổ sư Ấn Quang thì kêu đến làm gì?
tôi không có thời gian, tôi nói gì nó cũng nằm trong văn sao. Hôm nay chúng tôi thì còn đại chúng, ngài là không có đại chúng, không thâu đều chúng, cho nên ngài không quan trọng cái chuyện cúng dường hay không cúng dường. Riêng bản thân chúng tôi thì còn đại chúng, thì quý vị đến thăm chúng tôi thì tùy hỷ cúng dường cũng được, không cúng cũng không sao. Nhưng mà có việc gì quan trọng hỏi về Phật Pháp thì chúng tôi sẽ tiếp quý vị, nhưng mà hỏi gì cũng không ngoài những cái lời chúng tôi giảng trong văn sao đâu. Chúng tôi nói gì cũng không ngoài cái lời trong văn sao trong 5 năm nay giảng đâu. Cho hôm nay chúng tôi lên sẽ ra một cái quy trình để cho đại chúng sinh hoạt trở lại trên chùa cũng như dưới này. Mà chúng tôi nghĩ nếu mà theo cái quy trình mà chúng tôi đưa ra theo như trong văn sao thì chúng tôi nghĩ chắc chắn là sẽ có sự thành tựu. Vì trong văn sao có người thành tựu rồi, thì bây giờ mình áp dụng là sẽ có sự thành tựu thôi. Thì như vậy cái việc chính mình niệm Phật không vãng sanh là mình tu hình thức bên ngoài để người ta kêu mình là thông văn lý, một tay thông gia, được người khác khen ngợi, hoặc có đạo tràng lớn, có số lượng nhiều người, chứ không có mục tiêu mình để đoạn trừ tập khí. Tham sân si mạn nghi tưởng chừng như đơn giản, như đến A-la-hán mới đoạn được nó. Chúng tôi đọc cái lời tựa ở trong Dục Hải Hội Cuồng, ngài nói không đơn giản. Trong An Sĩ Toàn Thư, ngài nói không đơn giản. Tưởng chừng như là mình hết tham sân si, tưởng chừng như là mình không còn mạn nghi. Cái đó là chỉ là phàm phu tưởng thôi, chứ thực sự trong tâm mình chưa hết. Mà khi trong tâm mình chưa hết thì chờ cơ hội đó và mình không có hàm dưỡng kỹ thì nó quật mình lại chịu nổi. Nếu mà còn và nó có lẫy lừng, tức là nó có sức mạnh á, thì giống như là trước mình uống thuốc độc, sau rồi uống thuốc bổ. Trước uống thuốc độc tức là hàng ngày mình bị tham sân si chế ngự toàn bộ thân tâm, rồi cũng có niệm Phật đấy, là uống thuốc bổ đó. Mà thuốc bổ nó không là bao, uống không có thời gian, niệm không là bao, cho nên chất độc nó vẫn phát tác, chết người như không. Câu này thấy hay không? Quá hay. Đang uống thuốc độc rồi lại uống thêm thuốc bổ, mà thuốc độc thì quá mạnh, độc tố quá mạnh, tham sân si mạn nghi quá mạnh. Còn cái lượng uống thuốc bổ đó là niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, tụng kinh, niệm Phật, khởi những thiện niệm quá yếu, mạnh được yếu thua thôi. Mà tam độc tham sân si mạnh thì tam đồ mở cửa ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tham sân si là cái nhân để đọa tam đồ, tính hạnh nguyện là cái nhân liễu sanh thoát tử. Trời, hôm qua đang chạy bộ nghe câu này tự nhiên cảm xúc liền. Mình bị lầm tưởng là mình đã hết tham sân si mạn nghi, mình lầm tưởng. Kẻ phàm phu mình hay lầm lắm, rồi công phu hời hợt. Thì cái chỗ này là cái mấu chốt không được vãng sanh. Nghe cho kỹ để làm, không cần nghe nhiều đâu, không cần nghe nhiều. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình bỏ cái nhân thừa, đó là hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ. Mới hôm qua cũng nghe ngài nói cái nhân thừa là hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, tròn bổn phận. Luân thường là bổn phận, là cách vật, là trí chi, là chánh tâm, là thành ý, là tu thân. Làm không được mà bước lên Phật thừa, niệm Phật để liễu sanh thất tử, thì người này cất nhà trên cát, không có nền móng, sụp đổ ngay. Cho nên mình ra cái bộ giáo dục gia đình bị bắn loạn hết. Hiếu để trung tính lễ nghĩa không có, mà tám chữ này không có thì đồng với loài cầm thú. Niệm Phật không vãng sanh do tâm mình không cảm được với Phật là do cái hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ không có. Ở ngoài đời mình nghe cái đồ lương vô liêm sĩ không? Không biết hổ thẹn đúng không? Không có. Cho nên mình lấy cái danh từ của ngài là Tàm Quý Tăng. Tàm là hổ thẹn với mình, quý là hổ thẹn với người. Tàm Quý Tăng. Vô tàm vô quý là không hổ thẹn với mình mà không hổ thẹn với người. Người mà không hổ thẹn thì thôi đồng với loài cầm thú. Không là không chỗ này nữa, không
không chỗ này, lễ kính không có, tôn trọng sư trưởng không có, không chấp hành được cái nội quy của thiền môn không có, ăn ngủ rồi thì khởi niệm sằng bậy tài sắc danh thực thì đủ kiểu trong đó hết, niệm Phật không thúc bổ, không làm bao nhiêu. Nhưng mà thọ mạng còn là bao biết không? Không. Mà khi mà khởi những cái dâm niệm, tà niệm, sắc niệm, vọng niệm, ác niệm đó thì cái thọ mạng nó từ từ nó hết, âm thầm nó hết trong đó, phước báu nó hết ở trong đó, nó tiêu vô trong đó mình không biết, rồi chết. Trên trong Cảm Ứng Thiên chúng tôi vừa đọc xong bộ sách này nói là cái người mà phước báu giảm, thọ mạng giảm, rồi quyến thuộc ghét, thân thể bệnh hoạn là từ ác niệm mà sanh ra, rồi họ chết ngang, họ chết trước tuổi thọ. Ghê chưa? Yếu tố thứ hai, nhân thừa không đạt được tiêu chuẩn 10 điểm, hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, tôn kính sư trưởng không có, hiếu thảo cha mẹ không có, dầu miệng có niệm Phật mà tâm ngăn cách với Phật mất, không ăn thua. Như vậy hai cái người mà tập khí phiền não tham sân si mãn nghi nặng và không có hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ bây giờ phải làm sao? Một mặt là trừ khử tham sân si mãn nghi như ghẻ độc, một mặt là phải đọc sách tánh hiền để khởi được cái thiện niệm đó là hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, một mặt nữa là dụng công phu phải thực sự là công phu trong từng ý niệm mỗi phút mỗi giây, chứ không phải chỉ hai thời khóa lên là đủ đâu. Lãnh hội nghe được, làm được không? Không được, bây giờ phải làm cho bằng được. Không còn con đường nào thoát. Nếu mà đời sau làm người thì còn nặng hơn bây giờ nữa. Và khổ đau quá rồi, quá khổ đau. Sanh lên cõi trời, hưởng hết phước ở đọa lạc, địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì không phải bàn, quá khổ. Bây giờ còn con sinh lộ nào khác không? Nói lại với chính mình đi, Giác Nhàn, mày còn sinh lộ nào khác không Giác Nhàn? Hỏi lại, nằm đêm, mỗi lúc mỗi nơi hỏi, mày còn con đường này sinh lộ nào khác không? Chỉ còn một con đường sinh lộ, đó là về Tây Phương thôi. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là gia đình quyến thuộc làm rối rắm, nếu là ở gia đình. Còn nếu ở đạo tràng, ở chùa, là chùa đó tổ chức kinh sám Phật sự hoài. Chỗ này chỗ thứ ba, xáo trộn liên tục, đại chúng xáo trộn liên tục, hết lễ lượt này đến lễ lượt nọ, cho nên thành ra ở Linh Nham Sơn Tự Phật thất cũng như không Phật thất. Phật thất chỉ thêm đó là cúng cho các hương linh, đặt bài vị lên thôi. Như vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Mình vẫn tổ chức, cái khéo léo của mình tổ chức từ nay về sau như thế nào? Ví dụ Vía Quan Âm hôm nay chúng tôi làm sẵn một cái file rồi, chúng tôi lạy chung với đại chúng trên đó, phát trên toàn thế giới, ổn. Rồi đại chúng vẫn về sáng hôm nay nghe từ trong ra ngoài hết trơn, họ về họ lạy. 19 tháng 9 thì làm sao? Lạy từ 3 giờ đến 6 giờ 6 rưỡi xong rồi ăn uống nghỉ ngơi, là 8 giờ rưỡi lên tu đến 9 giờ rưỡi. Xong rồi nghe một đoạn chúng ta nói về Vía Quan Âm, nhiều lắm, nhiều đoạn nói về ngày lễ vía lắm rồi, nửa tiếng. Họ nghe vô. Nói nhiều quá, nói 1 tiếng, 2 tiếng, nói nhiều quá, cái não họ không tiếp nhận nổi, hoặc là nghe họ hiểu nhưng qua rồi mất. Cũng như ăn nhiều quá một lần, bội thực, chịu nổi. Thì cái cách của tổ sư ông Quang vẫn là cái việc hồng pháp, là đem sách thiện thư văn sao tặng cho họ. Họ đọc xong có gì họ không hiểu, họ đến họ hỏi mà ngài còn không tiếp. Mà khi đến tiếp rồi ngài khai thị cho họ, mà họ quá tha thiết, họ ân cần, họ thực sự họ muốn tu, thì ngài chỉ nói một ít thôi, không nói nhiều. Vậy mà họ nhớ họ tu được. Cái lối người xưa họ truyền pháp là như vậy. Còn mình giờ đi nói tràn lan đại hải hết trơn, cái lợi của họ thì ít. Họ có nghe đó, họ hiểu đó, nhưng mà họ quên, cho nên lợi ít. Còn tổn hại mình thì quá nhiều. Đó là mình vừa là tổn khí, thì mình vừa là phân tâm trong cái việc để nghiên cứu rồi giảng. Như sáng hôm nay chuẩn bị lên trên này là công phu là kìm nó, chứ không được thoải mái như lúc trước, phải suy nghĩ.
Lẽ dĩ nhiên cái chuyện quần pháp nó là tốt, nhưng mà mình phải coi lại thử coi là lợi người mà phải lợi mình, chứ lợi người mà tổn mình không được, làm không được, mất công phu. Rồi khi mà mất công phu xuống cái rồi bắt đầu tham sân si ngã mạn nó trồi lên, rồi không ai dám gần mình nữa hết. Ai mà dám gần người tham sân si, tham sân si nó còn hơn rắn độc nữa, thì ai dám là gần rắn rắn độc, đúng không? Có nhiều người họ quá độc ác, họ cái mồm miệng họ quá xấu xa, người ta xa lánh, hỏi sao mà xa lánh họ? Do họ, do tâm mình ác độc quá, ai mới dám gần gũi mình, đúng không? Như vậy cái việc mà gia đình mình rối rắm, mình không Phật hóa được gia đình, đạo tràng mình rối rắm, tổ chức hoài. Bây giờ những ngày lễ Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, chúng tôi chút xíu nữa vẫn lên chứng minh không giảng. Là chứng minh sao? Họ đọc tắt bạch xong cái đại chúng niệm Phật 10 lần, xong rồi cái cúng qua đường, rồi họ cầm phong bì quà vậy đó, họ cúng dường trai tăng. Có công đức không? Có. Có. Rồi rằm tháng 7 cũng vậy, mùng 10 tháng 7 Phật tử về tụng thời kinh Vu Lan, rồi niệm Phật, xong rồi nghe một đoạn chúng tôi nửa tiếng trích ra để nói về Vu Lan. Nhiều đó thôi mình nghe mình làm còn chưa được. Có nhiều người nói đĩa cũ mà không giảng đĩa mới mà nghe làm gì? Cũ làm được chưa? Cũ làm được không? Nghe rồi làm được không? Nghe làm không được. Mà nếu mà không nghe là cái chuyện của họ. Cũng như Ấn Tổ đưa văn sao, họ không đọc được cái chuyện của họ. Mà cái bổn phận của Ngài là truyền bá văn sao, đưa sách thiện thư, họ không đọc là chuyện của họ. Chứ đừng có kiểu là mà bắt tôi phải đi giảng. Ngài giảng có 7 lần, 8 lần ở tại cư sĩ Lâm ở bên Thượng Hải, xong rồi Ngài về Ngài rút lui liền. Bồ Tát Đại Thế Chí cổ Phật hàm dưỡng từ 21 tuổi là đến 51 tuổi, 30 năm rồi đó, Ngài vẫn vậy đó. Nếu họ không nghe địa cũ, đúng không, đường họ thì họ cứ đi, mà chí mình vẫn cứ giữ. Hôm nay cái hướng của chúng tôi vẫn theo chân của Tổ sư Ấn Quang, đó là ngưng giảng. Nhưng mà tùy duyên khai thị, nếu mà họ có duyên gặp mình, nói vài ba câu, năm ba câu cho họ tu. Hôm qua có cái đoàn Phật tử, mấy cô trẻ trẻ, mấy vợ chồng đi lên phát tâm 500 phần quà. Khi xuống cho quà gặp hội khuyết tật, họ thấy đường mà, khiếm thị mới không thấy đường, lấy sách thiện báo phóng sanh, ác báo sát sanh, và cái tai hại lớn nhất của đời người đó là sắc dục, đưa cho họ giới thiệu, xong họ về họ đọc, cũng là một cách truyền pháp, cái cách hoằng pháp. Rồi sau khi mấy cổ về thì chúng tôi mới còn nói giá trị của hai cuốn sách này, cho một mớ mang về thích quá chừng, sáng nay chạy xuống xin phóng sanh. Cái lối này vẫn là đỡ tốn sức, đỡ tốn khí lực, đỡ tốn tâm lực và hiệu quả cao. Cho nên ông Hàng Vũ ông vẫn nói là truyền bá sách thiện thư, giáo dục vẫn là lâu dài, có kết quả hơn là khẩu truyền. Lẽ dĩ nhiên có những người họ có khả năng, họ vẫn thuyết pháp giờ trên YouTube quá nhiều, tốt vẫn được. Nhưng mà họ nếu mà tổn khí hoặc tâm họ không ổn, bận biểu quá, công phu không được, phải coi lại. Nếu là mình chứng nhất chân pháp giới, mình đã là bậc Bồ Tát Thường Nguyện Tái Lai thì không thành vấn đề. Như Bồ Tát Thường Nguyện Tái Lai, như Tổ sư Ấn Quang, Ngài vẫn là tùy duyên khai thị, gặp người đủ duyên tha thiết, Ngài khai thị chút họ về, họ lo họ tu. Còn nếu mà đạo tràng như vậy, chuẩn bị sắp xếp, rồi trên chùa, rồi phát trực tiếp vân vân mọi thứ đó, thì hao tinh thần, hao lắm ấy. Như vậy mình có phải là quay lưng lại với chuyện hoằng pháp không? Tổ sư Ấn Quang nói hoằng pháp có nhiều cái duyên để làm, chứ không phải là chỉ thăng tòa thiết pháp là hoằng pháp. Thăng tòa thiết pháp là một điều trong nhiều điều hoằng pháp. Lắng nghe chỗ này, chúng tôi lặp lại vấn đề một chút xíu nữa là cái pháp hội mình bây giờ phải làm sao. Kinh sám Phật sự, cúng chổng tế chai đàn, làm những việc rình rang tổ chức lớn, bữa nay tạm ngưng lại. Ngưng luôn chứ không phải tạm nữa, ngưng lại, để cho đại chúng an định trong đó theo bốn thời công phu. Công phu này ổn định rồi đó. Sáng tụng phổ môn, xong rồi lễ Phật, ngồi niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi theo đúng đường lối của Tổ sư Ấn Quang.
chiều cũng vậy, tối cũng vậy, trưa cứ như vậy trong đó mà hàm dưỡng, không làm kinh động, không làm xáo trộn nữa, cứ như vậy mà hàm dưỡng. Bởi vì mỗi lần khi tổ chức, giống như là ngày hôm nay đại chúng một số người quá đông với các thầy các chú xuống phải lo nấu ăn, sắp xếp mền chiếu chỗ ngủ đồ. Khi mấy quý vị về rồi mền chiếu chỗ ngủ thức ăn đồ dọn dẹp là mấy thầy phải 3-4 ngày, một tuần lễ mấy thầy mới lại sức. Còn mỗi lần mà chúng tôi giảng như vậy là phải mất 10 ngày bắt đầu công phu nó mới trở lại. Nó mệt vô công phu không nổi. Sáng là lừ đừ niệm nó không có vô. Bởi vì nó tổn khí, nó mệt. Bởi vì mình đổi cái cách khác cũng có hiệu quả mà. Cho cái người mà làm giảng sư thì sẽ hiểu được cái đến một lúc mình phải có điểm dừng. Thường người ta hay nói gọi là tai nạn nghề nghiệp. Buôn bán có tai nạn nghề nghiệp, chạy xe có tai nạn nghề nghiệp, giảng sư cũng có tai nạn nghề nghiệp. Hở một chút xíu thôi là họ móc những cái câu nói của mình ra, họ cắt xẻ, giống như họ Thượng Tịnh Không có nói cả một cái đĩa về cái việc là năm 2012 tận thế. Cái cách của Ngài nói tận thế không phải như kiểu như chúng ta suy nghĩ vậy, mà có một số người cắt cái đoạn Ngài ra là nói Hòa Thượng ông lớn tuổi, ông già, ông nói lẩm cẩm. Trời ơi, Hòa Thượng Bồ Tát Tái Lai, đừng có giỡn. Vậy mà nói ông già, ông nói lẩm cẩm, lỡ năm 2012 không tận thế rồi sao? Làm kinh động người khác, nói Hòa Thượng không ra gì hết. Hòa Thượng mà còn vậy nữa, mình nghĩa lý gì? Nhân tổ ông Sư Ông Quang rất khéo, những cái lá thư của Ngài viết đi là gửi cho người khác, là Ngài coi như là ở trong thất nhập định tu hành và sàng lọc rất là kỹ, sợ những người khác người ta dèm pha, người ta mang tội. Thế mà cũng có một số người nói Ngài là đệ nhất ma vương. Kinh không? Đệ nhàn là đệ nhị, và cũng cổ nông đó là đệ tam ma vương. Ghê chưa? Nhưng mà ở trên mạng bây giờ nó giống như một cái thế giới họ tranh giành hơn thua, giành giật đấu đá, và họ đưa những cái video lên trên đó kinh khủng luôn. Nếu mà thế giới nó bắn loạn như vậy, mình phải rời khỏi thế giới đó. Còn một số nhiều người họ có cái duyên để hoằng pháp, họ là Bồ Tát Tái Lai, hoặc họ có khả năng thì họ làm, chứ không phải là chúng tôi chỉ trích. Bổn phận chúng tôi là lui về hậu cứ, đủ duyên thì mình tùy duyên để khai thị, không thì đem sách thánh hiền đưa, đọc không đọc thọt. Cái điều này chúng tôi nói nhiều lần, và nói từ năm Dỗ Cụ 2-3 năm trước, chúng tôi muốn ngưng giảng nhưng mà cũng chưa có phương hướng nào cho đại chúng. Hôm nay có sách điện tử có này, sách giấy có này, bộ văn sao có, chúng tôi cũng nói từ trong đó ra thôi. Chúng tôi bây giờ cũng nghiên cứu trong đó mà. Cái Phật pháp của mình là nghiên cứu để hành trì, chứ không phải nghiên cứu để nói. Nếu nghiên cứu để nói thì nó có cái tai hại gì xảy ra? Có tai hại gì xảy ra? Lắng nghe. Nghiên cứu để nói không tu giống như là rồng đất. Cái ví dụ này trong văn sao hay, giống như rồng đất á. Tuy rằng nó ở trong nước, nó nằm trong nước, nó ngâm trong nước, nhưng mà nó cũng rã. Rồng đất nó phải rã rồi. Người ta lấy cục đất người ta nắn thành con rồng á, bỏ trong nước. Tuy rằng nó nằm trong thâu nước nhưng mà nó cũng bị rã, tan. Người ở trong Phật pháp hàng ngày nói vanh vách, nói nhiều lắm, họ học nhiều lắm, tam tạng kinh điển luôn, nhưng mà gọi là thế trí biện thông, một trong tám nạn. Cuối cùng họ là hỷ bán Phật pháp, mới chết. Họ nói Phật pháp và cuối cùng họ hỷ bán, bởi vì nghiệp lực nó tới, phiền não nó tới, cái kiến thức nó không giải quyết được, cho nên họ nghi ngờ Phật pháp, rồi họ hỷ bán Phật pháp. Cho nên mới nói là cái vi trùng trong con sư tử mới giết được con sư tử. Người trong đạo ta mới là phá được đạo ta. Học được Phật pháp rồi nói nhăng nói cuội, rồi nói lừa phỉnh người khác, mình không làm. Cuối cùng giống như rồng đất. Thêm một cái gì nữa, thêm giống như con rắn uống nước thành nọc độc. Ví dụ này hay cực kỳ trong văn sao. Rắn uống nước thành nọc độc, bò uống nước thành sữa. Cái người mà họ nghiên cứu Phật pháp, họ Phật pháp mà họ có hành trì thì giống như con bò. Giống như con bò nó uống nước nó thành sữa. Là họ nghiền ngẫm được Phật pháp, họ hành trì, cho nên lợi ích cho họ và lợi ích cho mọi người, cho nên gọi là thành sữa. Hiểu không? Còn cái người mà họ học bò không chứ làm á, thì giống như rắn nó uống nước thành nọc độc, họ nói ra làm người khác nghi ngờ, bản thân họ cũng nghi ngờ, cho nên thành nọc độc mất. Cái ví dụ này nó quá tuyệt, đúng không? Bò uống nước thành sữa
rắn uống nước thành nọc độc. Người học Phật mà không hành trì giống như rắn uống nước thành nọc độc. Nói hoài, nói miết, cuối cùng phiền não đến, nghiệp chướng đến rồi, tánh nào tật đó phàm phu tục tử vẫn đọa lạc. Cho nên thành nọc độc đó. Hàng ngày ở trong Phật Pháp học rất nhiều nhưng mà không có hấp thụ gì, giống như cái vá trong nồi canh, không hưởng được chút gì hương vị gì. Giống như kẻ ở trong ngân hàng đếm tiền mà không có xu nào, vẫn đói thiếu rách. Còn con rồng thiệt nó chỉ ngậm được một ngụm nước thôi, nó làm cho cả hòn vũ này mưa. Cái người họ nghe chỉ một câu thôi, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Họ làm giống như con rồng thiệt mà ngậm được một ngậm nước làm mưa khắp hòn vũ. Toàn bộ kinh giới nhà Phật là hai câu đó đó. Bạch cư dị hỏi Ôi Sào thiền sư, đại ý của Phật Pháp là gì? Đừng làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Câu đó đứa con nít lên ba nó cũng biết. Ngài Ôi Sào nói đứa con nít lên ba cũng biết mà ông già 80 tuổi làm không xong. Nghe chưa cho nhiều, học nhiều quả đa thư loạn tâm. Tình độ mình không cần nhiều đâu. Biết đường đi đừng lầm lạc là được. Nãy giờ nói những cái nội dung đó, tóm tắt lại là tu phải đoạn trừ tập khí, phải hàm dưỡng trở thành một nhân thừa hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Rồi thêm thế nữa là nhà mình phải Phật hóa, để lúc bình thường và lúc lâm chung mình ra đi, người ta sẽ hộ trì trợ niệm cho mình. Và chùa không nên làm kinh sám Phật sự. Những ngày lễ lớn Tết cũng vậy, Phật tử về tụng thời kinh đầu năm, nghe đoạn ngắn chúng tôi nói chuyện. Ai muốn lên gặp chúng tôi, nếu có sức khỏe chúng tôi lên gặp chúng tôi, lì xì cúng dường thăm chúc đầu năm một chút. Còn không chúng tôi ở dưới này tu, đừng hỏi tại sao, nói rồi, thông báo rồi. Còn cúng dường trai tăng quý vị cứ việc liên lạc mấy thầy, lúc chúng tôi rảnh thì lên ngồi chứng minh hồi hướng, còn không thì các thầy cũng hồi hướng. Mà cúng trai tăng vô chủ nhật thì mình có cái tịnh tài đó, mình để cúng dường cho cả đại chúng ăn là mình cũng có phước rồi. Chúng tôi còn không bỏ quý vị là chúng tôi vẫn lên chương trình cho một đoạn đĩa ngắn nửa tiếng để cho quý vị nghe. Như chủ nhật bình thường đó, sau cũng chủ nhật sau cũng cúng trai tăng, chủ nhật sau cũng cúng trai tăng, chúng tôi khỏe thì lên. Đâu phải con người mình sức khỏe lúc nào nó cũng vậy đâu, lúc nào cũng như vậy đâu. Nó phải lúc khỏe, lúc mệt chứ. Cái lúc mình tu yếu là mình phải ẩn, mình hàm dưỡng chứ đâu mà bắt mình phải xuất hiện hoài vậy. Lẽ dĩ nhiên trụ trì phải có bổn phận, nhưng mà những chúng cũng phải làm bớt trong trụ trì chứ đâu mà làm hoài như vậy rồi cuối cùng công phu hàm dưỡng không có, rồi vãng sanh không được, rồi cuối cùng lại là ra đi rồi mặt mày nhìn thấy tối đen sậm lại và các căn không vui vẻ, rồi cuối cùng người ta nói sao? Nói cho cố vô rồi cuối cùng được cái gì? Làm mất tín tâm. Mất tính tâm người khác. Một người biết ngày giờ vãng sanh, người ta tự tại ra đi nói cười rồi thác là biết làm lợi bao nhiêu người không? Nói vậy không phải là chúng tôi thối thác về cái chuyện không giảng biện luận, không phải, mà mình coi vào cái sách thánh hiền, coi vào ở trong lời dạy của Tổ sư Ấn Quang, rồi mình phải áp dụng cho nó đúng như lý như pháp. Theo là phải theo cho tới nơi, hành là phải hành cho tới nơi. Ngài nói sao làm vậy? Làm được không? Cái việc mà hôm nay chúng tôi thông báo những cái lễ lược đó, hàng ngày công phu đều đặn thời khóa như vậy, cứ mỗi chủ nhật, mỗi chủ nhật 10 giờ nghe pháp đến 10 rưỡi, 10 rưỡi thì mình đọc văn sao, cũng như hôm nay chúng tôi soạn ra đó. Những chủ nhật là chúng tôi cũng sẽ soạn văn sao thì mình đọc 10 rưỡi, đọc xong phóng sanh đến 11 giờ vô ăn cơm. Chiều ai ở lại tu thì tu, họ bận họ đi về, chuyện của họ. Riêng ngày chủ nhật là 1:30 mình tu, còn ngày bình thường là 2 giờ mình công phu. Đại chúng cứ hai thời sáng tối đừng bỏ, tùy theo cái sức khỏe và cái duyên của mình để làm những công việc Phật sự. Đừng bỏ hai thời công phu. Rồi tùy duyên trong đó để mà mình niệm Phật, rồi mình khởi thiện niệm, rồi mình nguyện vãng sanh thì chắc chắn là một đời này vãng sanh thôi, không có gì trở ngại đâu. Tổ sư Ấn Quang ngài khai thị về cái việc hoằng pháp này. Hoằng pháp không những thăng tòa thiết pháp là hoằng pháp, mà đem cái chánh pháp của Phật đến cho từng người bằng mọi cách. Ví dụ như hôm nay thầy Minh, thầy đọc Dục Hải Hồi Cù,
Vạn Thiện Thiên Tư, Thọ Khang Bảo Giám, một số sách Giác Nhàn chỉ đạo nhờ thầy Minh đọc, có phải là hoàng pháp không? Phải. Thầy đọc ra xong rồi bắt đầu đem cái chánh pháp sách Thánh Hiền nó đưa lên trên YouTube, rồi mọi nơi chúng tôi nhắn cho mọi người coi đó đi, coi có là một cái kiểu hoàng pháp. Mà trong cái lúc thầy Minh đọc đó phải có thầy Phiên cắt xén đồ ra, rồi chú Phước ông thâu đồ vô, thì những người này là đã có cái công nguồn pháp hết rồi. Ở trên chùa đang đúc tượng tặng cho người khác để Phật tử mang về để mà mình lễ Phật mình tu, có phải hoàng pháp không? Phải. Mấy ông chú đang đúc tượng là hoàng pháp á. Rồi một số các vị bây giờ đang nấu ăn chút xíu các cụ ra để các cụ niệm Phật tu hành, có phải hoàng pháp không? Phải. Hoàng pháp phải hiểu sâu xa như vậy. Rồi chúng tôi giờ đang chuẩn bị xin giấy phép làm căn nhà dưỡng lão dưới này, là đang làm ở trên đó cái nhà cho các cụ, phải hoàng pháp không? Phải. Phải. Rồi mình gặp Phật tử cái mình giới thiệu sách Thọ Khang Bảo Giám, rồi mình một số sách đó. Hôm qua chúng tôi nói cô đó cũng thích quá chừng. Cái người phụ nữ mà đẻ nhiều như vậy là thọ mạng không có kéo dài, bởi vì cái sức của mình tốn vào con cái nhiều quá. Còn người nam mà sanh con đẻ cái, mà ngoài cái chuyện sanh con đẻ cái rồi mà còn ham về cái chuyện tình dục nữa là thọ mạng ngắn, là do cái tinh lực nó bị thiếu kém. Tinh lực giống như là dầu, mà nó dầu hết là đèn tắt à. Trong Thọ Khang Bảo Giám nói câu này quá siêu. Dầu hết đèn tắt, tinh lực mà khô kiệt là do cái chuyện mà thủ dâm, hoặc là quan hệ vợ chồng, hoặc giả là trong dâm tâm giấy niệm lên thì cái tinh lực nó hao tổn, cái thân thể yếu đuối bệnh hoạn, tinh thần lu mờ, cái chết à. Chết là đèn tắt á. Biết như vậy nhưng mà giữ được không? Không phải dễ giữ đâu. Cái tập khí này nó kinh khủng nhất mà. Tính nguyện hành là ba pháp liễu sanh thoát tử. Ba cái pháp mà sanh tử luân hồi là tham, ngũ dục, tài sắc, danh thực thì, mà trong đó vẫn là sắc dục là đứng đầu. Ghê chưa? Mình hàm dưỡng chưa đủ tính hạnh nguyện thiện căn phước đức nhân duyên, rồi mình đoạn trừ tập khí tham sân si mạn nghi chưa được, chưa làm mỏng nhẹ, rồi không có đầy đủ được một cái nhân thừa bát đức đó, hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, không làm được. Nên thành ra mình ở lại lớp thôi. Hàng ngày có thi không? Đang thi á. Quyết chí bữa nay ngủ dục là phải ngăn trừ bớt mỏng nhẹ nha. Tối nay là phải ngủ sớm một chút, 9 giờ, đừng quá ngủ 9 giờ để sáng ngày mai 3 giờ, 3 rưỡi dậy công phu nha. Học rồi đó, quyết tâm á, sáng rớt, nằm nướng đến 6 giờ. Ăn nó là nhai nhuyễn nha. Nhai nhuyễn thức ăn thành nước nha, không được ăn nhiều nó đoản thọ nha. Rồi lên ăn cái là đầy bụng vô, nhai không nhuyễn, thi rớt. Có phải thi không? Học rồi thi đó, thi hoài, rất hoài, rất bạch bạch, mà rất hoài phải ở lại lớp chứ. Ở lại lớp là làm người á, rồi làm súc sanh địa ngục chứ gì nữa. Ở lại lớp không? Vì sao vậy? Công phu hàm dưỡng kém, thiện căn kém, nỗ lực quyết chí kém, không nghe theo người thầy sáng bạn hiền. Đáng đọa lạc, không có thằng trách ai hết. Phải trách mình. Cái cách của người xưa vẫn là truyền bá sách. Mấy hôm nay chúng tôi gặp là giới thiệu sách, gặp là giới thiệu sách, đưa bịch bịch mang về như vậy, trong lòng vui cực kỳ. Nhất là sách điện tử đọc. Bữa nay trong một tiếng đồng hồ thôi, 9 giờ sẽ đến 10 giờ thôi. Giờ là 9 giờ 31 phút rồi. Không nói nhiều nữa, nay chỉ là thông báo hơn là giảng. Cái sách mà chúng tôi đang đọc, nghiên cứu, học và hành trì theo vẫn là Bộ Văn Sao, Tam Biên, Tục Biên, Chánh Biên, Giáo Dục Gia Đình, Bảo Thân Tiết Dục, Tinh Hoa Lục. Dùng hai cách, nghe và đọc. Lúc chạy bộ thể dục nghe, lúc ăn nghe, rảnh đọc. Đừng cho nó có thời gian trống. Ở trong Cảm Ứng Thiên nói, cái người mà hay khởi dâm tâm, ác tâm, ác niệm, dâm niệm, vọng niệm, sằng bậy là do họ có thời gian trống. Họ có thời gian trống. Trống không biết làm gì, ngủ. Ngủ dậy rồi bắt đầu ăn. Ăn rồi bắt đầu là đi chơi, rồi nói khào khào. Còn bây giờ họ không có thời gian trống. Rảnh cái họ niệm Phật, niệm Quan Âm. Rảnh cái họ nghe văn sao. Rảnh cái họ đọc sách thiện thư. Rảnh cái họ lên trì đại bi. Có thời gian trống không? Không, không.
Không, thì làm sao mà khỏi vọng niệm được? Cái cách này hay, cái cách cái sách Cảm Ứng Thiền này hay, tuyệt. Người xưa người ta làm trước rồi, mình bỏ ra cái kiểu này là mình chết ngay, đúng không? Hay lắm, đọc thiền thư hay lắm. Chỉ những người họ chê họ không đọc thì thôi, chịu chịu, không làm gì được. Chỉ còn nói chút xíu thời gian tiếng đồng hồ này là không ăn thua. Những cái điều mà chúng tôi nói quý vị là chúng tôi đọc ở trong đó, mà làm vẫn chưa xong nè, do bận biểu tối ngày. Bận biểu sáng phải lên lo coi công trình, bận biểu này nó còn đỡ, chứ bận biểu mà ăn mà ngủ mà đi nói chuyện khào khào rồi tu không nổi nữa thì coi xong. Mà lạ nha, đọc sách thánh hiền, nghe văn sao tự nhiên cái năng lực của mình nó dồi dào để cho mình đi vô công phu, nó không có chán. Nó ngộ chứ, đó là cái chất liệu để mình công phu mà. Còn thức ăn là cái chất liệu để nó nuôi cái thân mình mà, đúng không? Mình phải bơm cái chất liệu đó vô chứ, không có chất liệu đó thì làm sao mà được. Rồi, những bộ văn sao vẫn là tối thượng thiện thư đối với chúng tôi, vẫn là bộ sách mà chúng tôi được xem như là cứu cuộc đời chúng tôi đứng ngay bậc thẩm từ bên Mỹ sách về. Hôm nay thêm An Sĩ Toàn Thư, Thọ Khang Bảo Giám, Cảm Ứng Thiền, Liễu Phàm Tứ Huấn, vân vân một số sách. Chúng tôi trích ra những cuốn sách nhỏ nhỏ, sợ cuốn sách dày quý vị đọc không được. Chuẩn bị mùng 10 tháng 7 có cuốn sách thì mình đang gửi xuống dưới đó in, và chúng tôi đưa những nội dung cho thầy soạn ra rất hay. Đọc nhiều nhiều đó là chứng cứ tài liệu để mình tham khảo, là coi như an toàn, an tâm. Chúng tôi không phải lo lắng nữa. Thỉnh thoảng đại chúng có việc gì đó chúng tôi lên sắp xếp một chút. Như nửa tháng nay cứ quanh quẩn ở trong đó, đến giờ ra nhà lá ăn cơm, đến giờ lên công phu, buổi trưa thì uống chút xíu bột cho nó khỏi nhiều thức ăn trong đó quá, nó bắt mình ngủ. Nằm tít cái 15-20 phút, dậy cái là 1:30 công phu đến 3:30. Này đẩy cái giờ ăn buổi trưa ra cái buổi chiều, nửa buổi chiều đó là 3 giờ, ăn nửa tiếng, 1 tiếng gì đó xong rồi cái mình đi tản bộ, mình đi niệm Phật, niệm Quan Âm. Đều nửa tháng nay thấy nó yên bình. Vậy mà sáng nay bắt đầu chuẩn bị lên giảng là tự nhiên cơ thể mình nó khác liền. Phải tính toán, phải lo lắng được, cái khí lực mình bắt đầu nó xáo trộn lên khác liền. Ngộ. Nhưng hồi xưa là họ khi mà họ đi vào công phu được là họ cứ trầm lặng, họ lắng sâu ở trong đó. Họ không cho người ta biết đến, họ không có khoe khoang khua môi múa mỏ, họ cứ im lặng ở trong đó họ hàm dưỡng. Ai đủ duyên gặp họ, họ khai thị một chút thôi. Vậy thì lợi mình lợi người. Giờ chúng tôi có đại chúng ở đây thì chúng tôi lên để hướng dẫn. Hôm nay là ngày cuối đó. Ngày cuối. Còn lại số lượng đĩa quá nhiều, văn sao quá nhiều. Hôm bữa thầy Minh nói, sư phụ bây giờ chứng sắp xếp khỏe lên giảng 45 phút. Mà thường không 45 phút được đâu. Bên nghề nghiệp mà lên kéo kéo 1 tiếng 2 tiếng rồi nó mới hạ cái tư tưởng, nó mới thích thú. Cũng là bệnh nghề nghiệp đúng không? Tai nạn nghề nghiệp nó đến so với những người mà gọi là đeo theo bệnh nghề nghiệp. Giờ chúng tôi nói cái việc mà mình nuôi dưỡng cho cái thân tâm của mình nó được mạnh khỏe. Thì trong văn sao vẫn là nói chủ lực ba cái điều đó là tinh dịch của mình. Nó là cái gốc để cho thần mình sáng. Nó là cái gốc để cho thân mình khỏe. Nó là cái gốc để cho mình sống thọ. Nó là cái gốc để cho kiến đại công lập đại nghiệp, trở thành một người siêu quần bạc tụy. Nếu cái này bị hao tổn về chuyện tuổi trẻ thủ dâm, do đọc sách, do mơ tưởng cái chuyện dâm dục, hoặc có vợ có chồng mà ăn nằm quá độ, thì cái này hao tổn vẫn là một cái thọ mạng ngắn, sự nghiệp mất hết. Bao nhiêu vị vua xưa nay có ai là sống thọ không? Đây vẫn là cái điều quan trọng, là tinh dịch con người. Nó như dầu cho một ngọn đèn. Ngọn đèn sáng giống như cái sức sống con người có. Ngọn đèn lu mờ và tắt do dầu hết. Thần sáng, thân khỏe, trí tuệ có do tinh lực đủ, không bị xuất ra nhiều. Không bị. Chỗ này vẫn là cái mấu chốt để bảo tồn sức khỏe.
sinh lực, sức khỏe. Mà muốn cho tinh lực mình không bị rò rỉ thì người này luôn luôn phải có tâm chánh trực, quang minh, thánh thiện, không để sằng niệm, bậy, dâm niệm rồi nó khởi lên trong đó. Làm được không? Khó, cực kỳ khó. Trong tâm thì có sẵn cái tham dục, chưa đến chứng A-la-hán để đoạn nó được. Bên ngoài nó nhem thèm, nhỡn nhơ. Năm cái điều mà định bữa nay cho lên đọc mà thấy ngài nói hơi căng, cho nên không dám cho đọc. Có cái điều ngài nói là trẻ nhỏ mà vô chùa chỉ làm công quả và một hai lần là cho về, không ở được lâu. Người phụ nữ mà không phải là lớn tuổi quá mà cho ở trong chùa là sanh chuyện. Căng như vậy đó. Chùa nam là người nam ở, nữ thì có thể vào công phu được, nhưng mà không thể nữ trẻ ở trong đó lâu được. Thì kêu bọn phàm phu mình là phải phòng ngừa tối đa, bởi vì mình chưa chứng thánh. Ghê chưa? Tinh lực vẫn là yếu tố quyết định cho cái việc công phu. Khí lực là hơi thở. Tổn thương khí lực là nói quá nhiều. Khẩu hai thần khí tán, nói quá nhiều. Dẫu là nói Phật Pháp quá nhiều cũng bị hao tổn luôn. Khí mà tổn rồi thì huyết cũng tổn theo. Khí là dương mà huyết là âm. Âm dương là khí huyết điều hòa thì con người này khỏe. Huyết là máu trong người mình không được lưu thông là do khí không lưu thông. Mà khí không lưu thông thì huyết nó ngưng trệ, không đập lên tim, không lên trên não được. Máu không lưu thông thì người này gọi là bệnh. Âm dương không quân bình. Mà khí là dương mà muốn lưu thông, cái lúc lễ Phật là hít cho sâu vô, hít cho sâu vô. Sáng hôm nay chúng tôi dậy thì khoảng 2:30, nhưng mà có cái cách lễ Bồ Tát Quan Âm. Nếu ai sức khỏe kém, hoặc giả mình lạy 500 lạy không nổi, thì mình lạy 100 lạy vẫn đủ 500 danh hiệu, vẫn đủ 500 niệm. Làm sao? Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát. Lạy xuống một lạy, quỳ thấp xuống, mông ngồi trên gót, duỗi 10 đầu ngón chân ra, trong tâm niệm một câu. Lúc niệm đó phải hít vô ngang. Lúc niệm đó là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là vừa niệm vừa hít cái hơi thở, đưa hơi thở vô luôn. Niệm Phật mà niệm Quan Âm mà theo hơi thở là chắc chắn lắm, vô định sâu lắm. Rồi bắt đầu cúi xuống, thở hết ra, cái đứng dậy niệm trong tâm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát nữa là 5 niệm một lạy. Mà lạy 100 lạy là 500 niệm danh hiệu Quan Âm. Được không? Cũng được. Sức khỏe mình yếu, hoặc giả mình coi như là chuẩn bị ngày hôm nay mình lên mình dùng khí lực, thì mình phải nén bằng cách đó, mình giữ khí lực mình cách đó. Nếu ai không có kinh Ngũ Bách Danh ở nước ngoài, hoặc là sức khỏe mình kém, thì lạy cái kiểu này 1 tiếng đồng hồ là hơn 100 lạy, mà chúng tôi cho 100 lạy thôi. Sáng nay chúng tôi tụng Phổ Môn xong cái rồi là chúng tôi lạy đúng 1 tiếng đồng hồ cái kiểu này, không mệt, không mệt một chút luôn, chỉ rịn mồ hôi một chút thôi. Sau đó rồi bắt đầu trì 25 biến đại bi nữa. Trước khi lễ Quan Âm cũng niệm Phật 10 lần, mà niệm 3 lần 10 lần như vậy xong rồi bắt đầu lễ. Nhưng riêng Pháp hội mình là đã giữ được lễ với Ngũ Bách Danh, thì ai không theo cứ ngồi đó. Thì mình lễ 500 danh hiệu càng tốt, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, cứ giữ theo cái file đó mà mình lạy. Còn ai mệt quá thì có thể là mình lạy như vậy cũng được. Chúng tôi lạy sáng như vậy đó. Mỗi ngày là nửa tiếng, cho nên bây giờ chúng tôi bắt thêm 1 tiếng nữa là cũng bình thường thôi, cũng được. Không cứ gì là bây giờ mình là phải đủ 500 lạy mình mới chịu, còn không 500 lạy là mình bất an, không được. Tùy theo sức khỏe của mình, đừng có cố chấp một cái. Hôm nay là phải lạy 1.500, đã phát nguyện rồi mới được, còn không lạy 1.500, không được. Tu mà chấp như vậy thì thất bại, thất bại. Cho nên Tổng Quang mới nói là quyền biến, uyển chuyển. Hôm đó hơi mệt, lạy ít một chút, đi canh hành nhiều, ngồi nhiều. Mệt nữa, thí dụ 25 biến hoặc 50 biến hoặc 75 biến, đúng không? Đúng không? Chứ không phải là mệt cũng 75 thì hụt hơi tổn khí chết sao? Phải quyền biến trong đó. Mà cái quyền biến trong đó nó thiệt phải là khéo léo chứ thôi, coi chừng là hạ xuống quyền biến, coi chừng nó giải đãi. Đọc văn sao rồi thú lắm, tuyệt. Cái cách người tu rất quyền biến.
Và thầy Minh lên đọc năm điều quy ước và lá thư của đại sư Minh Tánh ngài gửi, không làm giảng sư, không thâu nhận đời chúng, không trụ trì và không thọ pháp của ai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức tăng và toàn thể đại chúng đang hiện diện cũng như đang xem trực tiếp online trên mạng trong ngày lễ Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị năm điều quy ước của chùa Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu Phổ Đà Sơn và lá thư trả lời đại sư Minh Tánh không làm năm điều. Số 1. Trụ trì bất luận là thiên thai, hiền thủ, lâm tế, tào đồng, chỉ lấy giới hạnh tinh nghiêm, tinh sâu pháp môn tịnh độ làm chuẩn, chỉ truyền hiền, chẳng truyền pháp, để dứt thối tệ pháp quyến riêng tư. Số 2. Truyền thừa trụ trì luận theo thứ tự, chẳng luận theo thế hệ, để tránh thối tệ bậc cao đức phải ở dưới kẻ đức hạnh tầm thường. Số 3. Không truyền giới, không giảng kinh, để khỏi bị chèo kéo dao động, nhiễu loạn chánh niệm. Trong chùa tuy hằng ngày thường giảng, nhưng chẳng thân tòa và níu kéo người ngoài đến nghe. Số 4. Chuyên nhất niệm Phật, trừ đã Phật thất ra, nhất loạt không làm hết thảy Phật sự thù tiếp. Số 5. Bất luận là ai chẳng được thâu nhận thế độ đồ đề trong chùa. Trong năm điều hễ trái một điều nào lập tức ra khỏi chùa. Khóa tụng sớm tối phần lớn giống như công khóa thông thường, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Người mới đến nếu không có kinh sách để xem, chắc sẽ là hiểu lầm. Vì thế, giám viện là Diệu Chân Đại Sư, tính sắp xếp, ấn hành, cậy tôi viết lời tựa. Do vậy, tôi lược thuật duyên khởi như vậy đó. Thư trả lời Đại Sư Minh Tánh, nhận được thư đầy đủ cả. Ông khen ngợi tôi quá lố, khiến cho người ta bất an. Quan là người lòng nghĩ thế nào, miệng nói toạc ra như thế ấy. Chẳng khen ngợi người khác quá lố, chẳng nhận tiếng khen của người khác. Tuổi tuy 80 nhưng chẳng biết một điều gì, vì thế chỉ lấy niệm Phật làm phương kế tự giải thoát, nhưng do nghiệp nặng, trọn chẳng có sợ đắc gì. Do có 60 năm trải đời, nên những lời nói ra chẳng đến nỗi chán tai người khác. Tọa hạ đã chẳng coi rẻ văn sao là hủ bại, dơ bẩn, thì hãy nên y theo những gì văn sao đã nói để tu tập, quyết chẳng đến nỗi làm hỏng đại sự của Ngài. Còn như chuyện đến núi thì quả thật không cần thiết. Pháp môn tịnh độ trọn chẳng có chuyện miệng truyền tâm trao, tùy ý để người khác tự hành lãnh hồi từ nơi kinh giáo trước thuật, không có gì là không được cả. Chính vị tổ của Liên Tông không phải là mỗi vị đều được đích thân truyền ngôi vị tổ như trong các tông khác, mà là do người đời sau chọn lựa, dựa trên công lao hoằng dương tịnh tông sâu đậm của các ngài mà xưng tụng như thế, chứ thật ra đâu phải chỉ có 9 hay 10 vị. Quan sau khi xuất gia, phát nguyện chẳng thâu nhận đồ chúng, chẳng làm trụ trì, chẳng làm giảng sư, cũng chẳng tiếp nhận pháp của người khác. Vào thời Đường Tống, vẫn còn có pháp truyền tâm ấn của Phật, chứ này chỉ còn dòng phái các đời truyền thừa mà thôi, gọi là pháp cũng đáng tội nghiệp quá, tịnh tông trọn chẳng có chuyện ấy. Đến núi gặp gỡ quan vẫn chẳng hữu ích bằng đọc sách, cổ nhân nói gặp mặt chẳng bằng nghe tên, dẫu có đến đây thì những gì tôi sẽ nói với tòa hạ vẫn là những lời lẽ trong văn sao, nào có bí pháp đặc biệt sâu màu nào đâu. Mười mấy năm trước, cuối lá thư gửi cho Ngô Bích Hoa, tôi đã viết có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, màu nhiệm vô cùng. Hơn nữa, cuối chương Thế Chí Viên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm có nói: Phật hỏi Pháp Viên Thông, con không chọn lựa,
nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa ấy là bậc nhất, không chọn lựa là dùng trọn khắp căn trần thức, đại để niệm Phật, niệm Phật cậy vào Phật lực để liễu sanh tử, nhà thiền cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Người đời nay ngộ được còn chẳng thấy nhiều, huống là bậc chứng tứ quả tạng giáo và thất tính viên giáo ư. Tứ quả thất tính mới liệu sanh tử. Chỗ để thực hiện nhiếp trọn sáu căn là do nơi nghe, bất luận niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng, hoặc chẳng mở miệng niệm thầm trong tâm, đều phải nghe từng câu từng chữ cho rành rẽ. Đấy chính là bí quyết niệm Phật. Ba thứ tính nguyện hành là cương yếu của tịnh độ. Nhiếp trọn sáu căn là bí quyết niệm Phật. Biết được hai điều này rồi thì chẳng cần phải hỏi ai nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư của đại sư Minh Tấn làm thay đổi cuộc đời của chúng tôi. Bữa đó đang ngồi ăn cơm nghe bốn điều đó, cái rồi giật mình. Trong đó có một cái điều đó là không làm giảng sư, suy nghĩ tới luân hồi. Nếu mà không làm giảng sư thì chánh pháp bị lu mờ, mình không giảng cho người ta rồi sao người ta tu. Hôm bữa có nói điều này khi ngồi uống trà trong phòng thầy Thiện. Thầy Long hỏi cái lá thư đó, ngài nói cái lý do gì ngài không làm giảng sư không? Chúng tôi nói là chắc là cũng do ngài hay nói cái chuyện tổng khí, chắc là ngài không có giảng là do ngài để cái thời gian đó niệm Phật, trì đại bi, tụng kinh, sợ tổng khí. Cái đó cũng là một lý do. Thứ hai nữa là khi bắt đầu thăng tòa, sắp xếp đạo tràng, người ta mời ngài đi, giống như mời trai tăng, ngài nói mời trai tăng tốn 2-3 tiếng đồng hồ, mệt quá, từ giờ trở đi là không bao giờ đi đến dự trai tăng. Ngài thấy không ổn là ngài cắt liền. 8 lần giảng ở cư sĩ Lâm ở bên Thượng Hải là ngài ngưng. Bồ Tát cổ Phật hàm dưỡng 31 năm, nói hàm dưỡng 31 năm là thế gian thôi, chứ ngài là vô lượng đời kiếp là cổ Phật, mà là Bồ Tát đại thối chí là như vậy đó. Còn mình là phàm phu tục tử mà mình làm sai thì mình có trở ngại. Còn các vị khác họ có khả năng để truyền bá bằng lời nói thì càng tốt. Mình vẫn tán thán tùy hỷ. Tùy hỷ thí mà. Mình tùy hỷ thì mình được công đức. Tùy hỷ thí. Nhưng mà không làm điều này nữa. Điều này không làm được. Biết đến cái khả năng của mình lâu dài thì cũng không ổn cho cái khí lực, cho công phu. Thấy rõ mỗi lần giảng xong buổi sáng tu biết liền, khác liền. Cho nhiều lúc cũng hổ thẹn với ngài, hổ thẹn cùng cực. Động Văn Sao 5 năm nay giảng, nói và làm cũng chưa đến đâu. Rồi đến khi nào đó trong giấc mộng hoặc là chợt gặp ngài thì còn mặt mũi nào nhìn ngài nữa không? Ông đương danh tôi, ông mượn danh tôi hả? Ông làm thì còn mặt mũi nào nhìn với ngài nữa không? Còn cái mặt mũi nào mà ăn nói nhìn ngài nữa không? Nhân danh. Có một số Phật tử nghe chúng tôi nói là không giảng nữa và nói là thôi giảng đi, lâu lâu giảng lần được khích lệ. Khích lệ như vậy không đủ. Một buổi giảng này đủ không? Đủ chứ. Thừa chứ. Đâu phải là cái chuyện Phật Pháp giống như ngoài đời mà chứ nghe hoài, nghe cho sướng tai rồi để đó không làm thì mệt cái người giảng quá rồi. Và người giảng cũng lo tập trung giảng quá rồi, không có thời gian hàm dưỡng cho thành pháp khí rồi. Một cái là giống như chén bát chưa nung, mưa qua một trận nó thành bùn á. Nếu chén bát nung thành sành thì mưa qua một trận nó không có thành bùn. Mình mà hàm dưỡng thành pháp khí rồi, niệm Phật thành sự, nhất tâm lý, nhất tâm hồng, thành phiến hồng tâm muội rồi thì sanh tử qua không thành vấn đề. Còn mình lo cứ đi giảng hoài, làm Phật sự, kinh sám lòng hoài, chuyện bao đồng bên ngoài thế gian giả mà cứ bám theo miết rồi cuối cùng thọ mạng nó hết. Cái là chưa đủ tính thành nguyện, thiện căn phước đức không đủ một cái, lúc đó là âm hồng. Làm người hoặc là vào tam đồ ác đạo thì tính sao đây? Ai thế cho mình được không? Ai thế được? Mình phải đi vô đó cho ai mà thế?
phải tính cái cách nào đó mình lợi người phải lợi mình. Lợi người lợi mình hay nhất vẫn là lưu truyền thiện thư trên internet. Coi làm đi. Đó là cái việc mà hôm nay chúng ta muốn nói đại chúng. Cái câu mà chúng tôi cảm ngộ nó sâu xa đó là vạn cảnh vốn nhàn do tâm mình tự rộn. Gia đình mình lộn xộn, những người khác người ta chửi rủa mình, những người khác người ta thù hằn mình, người ta đánh đập mình. Rồi công việc nó đang yên ổn như vậy, cuối cùng cái là mình làm nó tung lên. Có phải là cảnh vốn nhàn tâm tự rộn không? Tâm mình nó rộn. Có cô đó cô nói mắc cười, cô nói tự nhiên hai vợ chồng sống với nhau mà sao tự nhiên con la ổng quá trời luôn. Ổng nói lại con kia không được nói nữa, cái ổng im. Ổng im, con la gì ổng cũng im. Nhiều lúc con tức quá con kêu la ổng im, ổng khinh tôi hả, ổng phải nói lại. Rồi ông chồng nói lại, tự nhiên bà cũng tức lên nữa, bà kêu nói lại nó còn đau hơn không nói nữa, im. Trời ơi, ông chồng hả, ổng im hả, ổng nói là chuyện của ổng. Cái cảnh nó vốn nhàn do mình tự rộn. Im cũng rộn mà nói lại cũng rộn phải không? Phải không? Do mình rộn. Cái người phụ nữ mà không có một cái sức tu tập định tĩnh thì làm rối gia đình. Rối, lộn xộn, nguy hại vô cùng. Có ai vừa mình đã quyết định chuyện đó rồi mình suy nghĩ lên mình thấy đó là vòng không? Lập trường không vững, đúng không? Quyết định là sáng hôm nay phải dậy sớm, cuối cùng cái dậy không nổi. Quyết định phải nhai nhuyễn không được. Cái người mà nhai nhuyễn không được là cái tâm lý họ yếu, thần kinh vật lý họ yếu lắm á. Nghe rồi tai này lọt qua tai kia cho coi. Cho nên bà Lưu Tú Vân bà nghe nhiều lần là vậy. Rồi bà hành trì nó mới có kết quả chứ. Đúng không? Giờ là 10 giờ rồi. Thầy gì chút xíu nữa thầy Nhân Minh sẽ ra phóng sanh đọc cái điều chúng tôi soạn trong văn sao về cái ngày lễ vía. Thì bây giờ thầy Minh đọc luôn trong vòng mười mấy phút rồi chúng ta sẽ nghỉ. Nhiều đó là chấm hết xong rồi đó. Còn cái riêng cái việc mà để mà chúng tôi tiếp quý vị thì cũng phải có cái thời gian hẹn trước. Cũng như có hai người ở Thanh Hóa họ ở đâu á, họ kêu nếu mà chúng tôi tiếp thì họ vô. Chúng tôi nói thôi khỏi vô, ở ngoài nghe pháp nghe đồ được rồi. Với hai nữa là gặp chúng tôi thì cũng nói bao nhiêu đó thôi. Gặp mặt không bằng nghe tên. Không phải mình khinh chê. Cái nhiều người nói thầy Nhất Nhàn bây giờ Phật tử đông, ông giàu rồi ông chê. Không phải, nói vậy mang tội, nói bậy. Chúng tôi đâu có tư tưởng như vậy đâu mà sao quý vị dám suy nghĩ như vậy. Đủ nhân duyên lên gặp khi chúng tôi lên chùa. Chúng tôi vẫn lên chùa nha, chút nữa chúng tôi lên mà. Có mấy đoàn Phật tử đợi chúng tôi vẫn lên. Đủ duyên mình gặp. Không đủ duyên là mình chưa đủ duyên, chứ đừng có suy nghĩ bậy là kêu người ta khinh rệ bỉ mình, người ta giàu có. Tức là con người mình nó nghi ngờ, nghi như Tào Tháo. Ông Tào Tháo ông nghi ngờ quá rồi cuối cùng cái ông chết, ông làm con heo. Và trong cái gan con heo nó có hai chữ Tào Tháo. Người ta mổ ra xong rồi cái hàng xóm thấy hai trong lá gan có hai chữ Tào Tháo. Cái ông đó ông sợ quá, ông đi tu. Và cuối cùng cái vị đó là pháp danh Phật An và được vãng sanh. Nhà hàng xóm là vị Phật An, thấy trong gan con heo là để hai chữ Tào Tháo, đó là nghi ngờ đó. Nghi quá nghi, tâm mình nghĩ bậy, tâm mình xấu ác, toàn là nghi xấu ác. Nhất thiết di tâm tạo, coi lại đi. Tâm mình niệm Phật, thấy người khác làm bậy, tự nhiên mình thương họ, mình không có nghi ngờ được nữa. Coi lại cái tâm nghi đi. Cho nên là cảm ơn Thiên nói là cái tâm nghi là nó là làm cho mình đau khổ nhất, tội ác nhiều nhất, gây rối loạn nhất. Mà cái tâm nghi nó nằm ở trong ba cái phạm trù, ba cái cảnh giới. Thứ nhất, nhớ về quá khứ, thấy người đó nói cái này, nói cái nọ, nói cái kia. Cảnh giới của quá khứ là nhớ. Cảnh giới của tương lai là nghĩ. Nhớ về quá khứ, nghĩ về tương lai và loạn trong hiện tại. Ba cái tâm này thôi, ba cảnh giới này. Muốn không cho nó nghĩ về cái tương lai á, thì nhớ Phật niệm Phật đi. Không cho nó nhớ về quá khứ là trong hiện tại này, nơi thành tâm tu tập đọc lời thánh hiền.
Và loạn trong hiện tại, mình cũng trở về hiện tại niệm Phật. Ba cảnh giới này đó, coi lại kỹ đi, nó có ngoài ba cảnh giới này không? Nhớ về quá khứ, mong tương lai được cái gì, cái gì, cái gì. Không được cái là gì? Phiền não. Cầu không được bắt đắc khổ. Còn bắt đắc khổ, nghĩ tương lai, nghĩ tương lai, hy vọng thành tuyệt vọng quá nhiều. Nhớ về quá khứ, nghĩ về tương lai, loạn trong hiện tại. Ba cái cảnh giới này không thoát được. Không thoát được.